Hello anh em đã quay với lại kênh của Minh. Mất ngủ, biết sao không? Biết sao mất ngủ không? Làm thứ nhất là anh em mua xe là anh em mua vào buổi tối chuẩn bị đi ngủ, và buổi sáng sớm chưa thức dậy là anh em gọi điện rồi phải dậy, rồi buổi tối là chuẩn bị đi ngủ là anh em mới mua. Anh em không có mua giờ hành chính nha, anh em chỉ lựa giờ đó thôi. Đây điển hình như con này mình phải quay cho anh em xem, tại vì nó rất là đẹp luôn, phải nói là quá đẹp. Và mình sẽ kể luôn, con này là vừa bạn đó vừa mua xe xong là chạy qua mình bán luôn á, tại vì phụ huynh không có cho đi xe này. Là odo của nó là 120 cây, về đây là mình chạy 6 cây đó là 126 cây, còn sổ bảo hành đầy đủ. Thì em dắt xe ngang qua đây nè cho anh em thấy hết. Đây đó là con Su GXR, mình dắt ngang qua đây anh em mới chiêm ngưỡng được con xe của mình. Coi chừng nha, từ từ nha. Đó, rất là đẹp luôn, có sẵn ốp đầu nha, là mua là độ lên ốp đầu luôn á anh em. Rồi em phải quay cận cảnh cho anh em thấy cái con xe 126 cây. Đây 126 cây đó. Bây giờ em nói là chuẩn bị sở hữu là của anh đầu bếp. Không có quay anh đầu bếp, anh sợ. Thì đây sổ bảo hành nè, chưa thay nhớt lần đầu nè, thay nhớt miễn phí nè, thẻ thay nhớt miễn phí nè, mình được 2 lần thay nhớt miễn phí. Sao em không quay chúng em đâu, quay anh thôi à, nhưng mà em vẫn giao đãi với anh bình thường, đâu ai biết em là ai đúng không? Thì mình được 2 lần thay nhớt miễn phí nè, thì em cứ tới địa chỉ này để em được để thay nhớt nha, tại vì nó còn bảo hành. Này là chính hãng Suzuki thì vô. Đúng rồi, mà phải có Suzuki nha. Em vô Yamaha là nó chém em à. Phải vô Suzuki. Là bạn này á, là bạn sẽ mua con xe này để trải nghiệm. Là sau này bạn đã sẽ cố gắng, bạn đã mua một cái con lớn hơn á anh em, con phân khối lớn hơn. Mới ngủ dậy anh em. Đó. Rồi quay cho anh em biết xe nó keng cỡ nào. Thì xe này còn giờ nói y như xe đập thùng luôn. Thì nó là đập thùng rồi đúng không? Nếu mà xét khía cạnh là nó là đập xe đập thùng á. Mà hồi đó giờ Minh có con này là con thấp nhất thôi. Nè, biển số Sài Gòn nè, 63. Quay từng ngóc ngách nè, vỏ xe thì khỏi phải nói luôn, đập thùng mà. Quay từng cái chỗ cho anh em xem. Bán rồi mới quay, tại vì đâu có kịp, em thấy đâu, anh chưa kịp quay luôn, mới lấy gì hồi tối. Cái sáng này sáng sớm là em lên rồi. Sáng sớm là không, sáng sớm là em lên em canh rồi, thì ai theo kịp em nữa. Em 5 giờ sáng mà có đăng phải mê phải 4 giờ đăng em rồi. Chưa có đăng luôn, vừa về rút chiều là sáng sớm là có mặt ở đây rồi, là ai theo kịp em nữa. Anh còn quay không kịp nữa. Bây giờ anh quay không kịp, em lên rồi anh mới được quay nè. Thì con Su này là em buồn luôn mà, em tưởng đi cho nó chơi thứ ba nó cửa. Đó, sổ bảo hành, chìa khóa nè. Cái này là cái thẻ mã số á. Rồi xong, biết xài sẽ mất cây chưa? Biết xài cái này chưa? Biết xài nãy em có chỉ không? Chỉ hết đúng không? Cái này là không được để mất nha. Cái này mất là làm lại cực lắm á. Mất tiền, cái con này mất tiền cái này nè. Bộ khóa này nè, những con xe kia em thấy đâu có thấy không? Nó mất tiền bộ mất cây nè. Rồi đề nhẹ cho anh em nghe nè. Thì xe này xe Vin, xe đập thùng chính hãng Minh Baker. Rồi đó giờ mới được con xe đẹp đó, quay cho anh em xem đó. Bô Vin đó. Có ham muốn không, thích chạy chưa? Có thích chạy chưa hay là biết chạy chưa? Ý là biết chạy rồi đúng không? Cái sổ này á, là em cất kỹ giùm anh. Em lên lầu anh, em lấy giùm anh cái nón 3/4 nữa, đưa cho anh. Do ở nhà là em có chạy rồi 15 km rồi, từ lúc chị em nè, cái này cất giùm anh. Nhưng mà
Lại cái cà vạt cất kỹ nha, đi không bao giờ để mất cà vạt nữa. Chán em mới vô trong đây. Quay cho anh em coi. Bóng đẹp ghê luôn á, phải nói xe mới có khác nè. Tem nè, còn quay thấy không? Quay anh em thấy không? Xuống dưới nè, quay cái tem nè, em đang quay đó thấy không? Nó đẹp luôn. Sơn. À, xe đẹp. Sơn chấm hãng còn đập thùng có khác không? Mà giá chỉ rẻ bằng một cái em R15 cũ thôi. 50 mấy triệu thôi anh em. Ghê chưa? 50 mấy triệu có em đập thùng. Kinh khủng thật. Rồi vậy thôi, bây giờ mình dắt ra ngoài trước, quay cho anh em xem nữa, coi sơ cái nữa rồi em chạy về luôn. Vậy là xong. Chạy về đâu? Mấy giờ mới làm? Mấy giờ mới đi làm? 10 rưỡi ok. Rồi ok. Bây giờ 20 rồi, đã có tiền. Rồi ok. Vậy thì bây giờ mình giao xe cho bạn đó luôn. Ổng nhanh quá anh em. Phải nói là ổng nhanh luôn, ổng đây đứng sau camera. Ổng nhanh cực kỳ, xe về hồi lúc chiều chưa có gì hết á, là sáng sớm là có mặt ở đây rồi. Sáng sớm mà gà chưa gáy là đã có mặt ở đây rồi. Rồi hỏi sao? Ừ. Chắc mấy anh em ở trên kênh chắc mấy em nói ông này nhanh ghê là nhanh luôn á. Rồi thôi giờ kết thúc clip ở đây, tại quay cho anh em ngắm con xe can vậy thôi. Đó giờ mới thấy thì quay cho anh em ngắm xe cũ, mà xe cũ cái này gọi là xe cũ như xe mới là đây nè. Ừ, xe cũ là như xe mới ở đây nè. Rồi. Cảm ơn anh em nha. Rồi, thì bây giờ là Minh đem xe ra ngoài cho anh em ngắm nha, ngắm một phát cuối thôi. Rồi mình giao xe. Đó, chủ xe ở trong kìa thấy không? Ảnh ngại. Anh không muốn lên clip đó, nhưng mà phải quay xe đẹp cho anh em. Thì cái ốp này là người ta độ lên nha anh em, ốp này là người ta độ lên nè, độ cái ốp này lên nè. Rồi quá đẹp tuyệt vời luôn, keng luôn đó, biển số Sài Gòn luôn đó. Rồi rồi ok anh em, bye bye anh em nha. Anh em nhớ like, subscribe để mình sẽ săn nhiều xe đẹp về quay cho anh em xem. Đó, fan của Su vào đây. Su tuyệt vời khỏi phải nói rồi. Đó, rồi. Tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em những clip sau. Đó, số điện thoại của mình nè. Anh em mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại của mình 0916640653. Rồi ok anh em. Đó, chủ xe đó.